Ni hao, xin chào các bạn. Hôm nay tôi đã quay trở lại cùng với một cái video rất là hay. Tôi đoán là rất nhiều bạn đã mong chờ cái video này rồi. Vì trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều bạn đã nhắn tin và gọi điện cho tôi hỏi là anh ơi, anh hãy chia sẻ cái cách thức để tìm kiếm được những hàng hot, hàng bán chạy nhất, hay còn gọi là hàng hot trend đang được bán chạy nhất ở Trung Quốc, để bọn em có thể căn cứ đó nhập về Việt Nam để bán. Vì bản chất là gì các bạn ạ? Nếu một mặt hàng nào đó đã hot ở một cái quốc gia 1 tỷ dân, một quốc gia rộng lớn như Trung Quốc, thì chắc chắn nó sẽ rất là hot ở Việt Nam. Vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái video về tìm kiếm các cái sản phẩm đang được bán tốt nhất ở Trung Quốc. Và bây giờ các bạn hãy hướng lên trên màn hình để xem mình hướng dẫn nha. Tuy nhiên trước khi hướng lên trên màn hình để xem thì các bạn nhớ đăng ký subscribe kênh YouTube của tôi nhé, để tôi có thể có động lực để chia sẻ thêm cho các bạn nhiều những cái video hay hơn nữa. Và các bạn có câu hỏi gì, có thắc mắc gì hãy comment xuống bên dưới và tôi sẽ trả lời cho các bạn tất cả những câu hỏi đó. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi bây giờ từ trình duyệt cốc cốc thì các bạn hãy gõ cho tôi cái đường link này là index.1688.com. Đây các bạn nhớ nhá, index.1688.com. Đây cái đường link này. Thì bây giờ nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Thì các bạn nhìn nhá, thì các bạn cứ kích vào đây thôi. Các bạn cứ kích vào một cái ô này. Và bây giờ nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì các bạn hãy các bạn nhìn, các bạn có thể dịch ra đây là các cái chỉ số của nó. Nhưng mà chúng ta không cần quan tâm đến những cái này lắm. Nếu bạn nào mà biết tiếng Trung hoặc các bạn nào mà quan tâm hơn nữa về phân tích thì các bạn có thể xem thêm những cái chỉ số này. Tuy nhiên thì mình đang tìm những cái hàng hóa mà hot trend, những hàng hóa mà bán chạy nhất ở Trung Quốc bây giờ. Thì các bạn chú ý cho tôi đến cái dòng cuối cùng này. Đến cái dòng cuối cùng này. Đấy, cái dòng cuối cùng này nhá. Đấy, các bạn kích vào đây. Và nó sẽ hiển thị ra một cái bảng như sau. Đấy, hiển thị ra một cái bảng như này. Thì ở đây thì các bạn có thể dịch, các bạn có thể dịch ra để các bạn đọc. Thì đây chính là bảng xếp hạng các cái từ khóa. Thì đầu tiên ở trên này, này thì các bạn có thể chọn cái danh mục mà mình cần tìm những cái sản phẩm hot thuộc danh mục gì. Ví dụ ở đây tôi chọn là phụ nữ này và đầm này, hoặc là váy đi, tôi chọn là váy nhé. Thì nó sẽ hiển thị ra đây. Đây là những cái từ khóa tìm kiếm nhiều nhất. Đây, tìm kiếm bảng xếp hạng từ khóa này. Thời kỳ thống kê là trong vòng 7 ngày này, hoặc là 30 ngày này, ví dụ các bạn chọn sang 30 ngày. Thì đây là những từ khóa mà tìm kiếm nhiều nhất trong một tháng vừa qua. Thì đây nó có chủ yếu là váy này, váy này, váy này, váy, váy hoa này, váy hè này, váy hoa này, váy, 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 váy. Tức là những từ kiếm mà tìm kiếm nóng nhất này. Đấy. Đấy. Thì đấy, những từ khóa tìm kiếm nóng nhất này. Thì chủ yếu là các cái váy mùa hè, các bạn nhìn nhé, váy mùa hè. Đấy. Còn đây là các cái tỷ lệ chuyển đổi. Đấy. Váy xếp ly này. Đấy. Còn đây là bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm nhé. Còn các bạn kích sang bên này, nó sẽ hiển thị ra tất cả các sản phẩm đang bán chạy nhất. Đấy. Thì nó sẽ có 3 cái cột. Đây là danh sách tăng, danh sách váy nóng này, danh sách mới nhất này. Thì các bạn kích vào đây. Thì đây là cái nó xếp hạng theo thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì đây là những sản phẩm mà đang bán chạy nhất, đang bán chạy nhất ở Trung Quốc. Đây các bạn nhìn nhé, chạy nhất ở Trung Quốc. Đấy, chạy nhất ở Trung Quốc. Thì các bạn có thể kích vào đây. Đây là cái danh sách váy tốt nhất nhé. Còn các bạn kích vào đây là danh sách hàng hot nhất này. Ví dụ cái váy này đang được giao dịch là khoảng 6.174 giao dịch trong vòng 1 tháng vừa rồi. Còn đây là danh sách những cái hàng hóa mới nhất, mới nhất này, được bán này. Đấy. Thì đây. Thì các bạn có thể kích vào đây. Ok, tôi đăng nhập vào đã. Tôi đăng nhập vào Taobao. Đấy, còn bạn nào chưa có tài khoản thì các bạn có thể xem lại video clip hướng dẫn của tôi về tài khoản nhé. Thì đây là cái chân váy này. Đây cái chân váy này, nó có giá là 62.000. Đấy các bạn nhìn nhá, 62.000. Đấy, giả sử nó có giá là 62.000 thì cái chân váy này đang được hot nhất này, đang được mua nhiều nhất này. Đấy thì các bạn thấy là nó ở một cái đất nước mà
hơn 1 tỷ dân sức mua thì cái váy này đang là được mua nhiều nhất trong một tháng vừa rồi. Thì các bạn nhìn nó giá có 62.000 thôi. Làm thế nào để nó hiển thị ra cái giá này bằng tiếng Việt này thì các bạn cài đặt cái phần mềm OCV của tôi nhá. Đấy. Thì bây giờ tôi có thể đặt luôn này. Đấy, tôi có thể đặt luôn này. Đặt luôn cái váy này. Ví dụ đây nó có cái váy này, cái chân váy này. Đấy, rồi cái áo này này. Đấy. Rồi cái váy này. Đấy. Ví dụ tôi đặt cái chân váy này. Tôi đặt size L một cái. Và tôi đặt size L một cái và tôi ghi chú vào đây là mua một chiếc size L mẫu chân váy hình 1. Đấy, sau đó thì ấn vào đặt hàng. Và sau đó thì chúng ta vào giỏ hàng. Vào giỏ hàng đây thì các bạn nhìn thấy 62.000. Và đây là chi phí tiền hàng này. Đấy. Ok chưa? Sau đó thì các bạn ấn tiến hành đặt hàng. Và các bạn sẽ chọn kho. Các bạn chọn kho nhá. Đấy, tôi chọn kho ở Hải Phòng. Sau đó thì ấn tạo đơn hàng. Các bạn chờ một chút. Ấn tạo đơn hàng rồi. Đấy. Tạo đơn hàng rồi thì nó sẽ nhảy vào một cái bảng giao diện như này. Thì đây là những đơn hàng mà tôi đã mua. Dù đây là tôi đã mua, nó đã phát hàng này, đã phát hàng. Còn đây là đơn hàng của các bạn, là đơn hàng mới này. Vậy lúc này thì các bạn chỉ việc chờ, sẽ có nhân viên gọi điện trực tiếp cho các bạn để kiểm tra xem là các bạn có đặt thực sự cái váy này không, và sẽ mua hàng cho các bạn. Và các bạn chỉ việc chờ cái váy này nó về đến tay các bạn thôi. Và nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 đến 7 ngày nào về đến tay các bạn. Đấy. Thì để làm sao đặt được cái váy này thì lát nữa tôi sẽ chèn một cái video hướng dẫn cho các bạn cái cách thức đặt hàng, cái cách thức cài đặt cái ứng dụng để đặt hàng cho các bạn vào, để các bạn dễ dàng đặt hàng nhé. Đấy. Hoặc là các bạn xem cái danh sách tăng này, cái danh sách tăng nóng này, là nó sẽ tăng đến 6073,9%. Đấy. Các bạn nhìn thấy cái chân váy này cũng rất là hot này, nó cũng đang hot này. Thế bây giờ tôi sẽ đổi sang là một cái loại khác nhá. Ví dụ như là giày dép đi. Đấy, giày dép tất cả nhá. Thì đây là những sản phẩm mà hot nhất này. Ví dụ đôi này là giày nóng này. Đây danh sách thì đôi này đang là hot này. Giày xuyên biên giới dành cho trẻ em 2012 này. Đấy, còn danh sách nóng là đôi dép này đang là hot nhất này. Thì nó đã giao dịch là 32.977 lượt mua. Thì các bạn có thể kích vào đây. Thì các bạn đôi này chỉ có 13.000 thôi. Đôi dép 13.000. Đây đôi dép này có rất nhiều màu đẹp này các bạn nhìn nhá. Đấy. Có rất nhiều màu đẹp. Thì các bạn kéo xuống bên dưới này. Đấy. Sẽ có ảnh nhà máy của nó này. Thì ở đây các bạn có thể đặt với số lượng lớn để về mà bán dịp mùa hè này, rất là tốt, rất là tuyệt vời luôn. Thì đây là cái sản phẩm mà đang bán hot nhất ở bên Trung Quốc, thì chắc chắn tôi nghĩ là nó sẽ hot ở Việt Nam. Đấy. Đôi dép này rất là đẹp. Đúng không ạ? Ví dụ tôi đặt đôi màu xanh này chẳng hạn nhé, đôi màu xanh này. Cỡ 40-41 một đôi. Thì đấy, tôi chọn cái màu xanh này và tôi ghi chú đây là 100 đôi màu xanh ô số 4. Để tôi chọn ở đây là 100 đôi. Đấy, và tôi ấn đặt hàng. Sau đó tôi vào giỏ hàng. Đây, thì giỏ hàng tôi kiểm tra này. 100 đôi nó sẽ có giá 1.355.000. Và tôi tiến hành đặt hàng và tạo đơn hàng. Đấy. Và như thế là nó sau khi các bạn tiến hành các cái bước rất là đơn giản, thủ tục rất là đơn giản như này thôi, thì các bạn sẽ thấy là đơn hàng mới này, và lúc này các bạn sẽ chỉ chờ hàng về thôi, rất là đơn giản. Ok chưa? Đấy. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể tìm kiếm được rất nhiều các cái sản phẩm đây, ví dụ như là đồ chơi nhá. Đồ chơi này, tất cả đây. Đây là đồ chơi mà đang hot nhất ở Trung Quốc mùa hè này. Ví dụ đây là cái hot nhất này. Đấy, cái hot nhất là cái này. Chờ một chút.
Đây cái thổi bong bóng này các bạn. Cái thổi xà phòng đây, tôi có thể bật to lên cho các bạn xem đây. Thổi xà phòng ấy. Đấy thì cái thổi xà phòng này bọn trẻ con nó vẫn hay chơi đấy. Ở ngoài ngoài công viên ấy. Đấy các bạn nhìn nhá. Đấy. Nó chơi ở ngoài công viên ấy. Cái này thì xuất phát từ Trung Quốc thôi, giá này bao? Giá có 1.000 đấy à. Giá 1.000 mà tôi vẫn mua cho con tôi chơi ở ngoài công viên ấy. Cái này nó toàn bán 10.000 đấy. Tức là một đi gấp 10 lần các bạn ạ. Thì các bạn có thể mua về để các bạn kinh doanh xỉ này. Đấy. Hoặc là cái này này. Cái máy bay ném này cũng rất hay này. Đấy, cái máy bay này. Giá có 8.000 thôi các bạn. Đấy. Giá có 8.000. Cái máy bay phi này. Rất là hay. Đấy. Rồi thử xem một cái nữa nhá. Ồ cái gì đây? Đây máy ảnh đây, máy ảnh bong bóng à. Đấy, có 26.000 thôi các bạn. Tức là những cái sản phẩm rất là hot ở Trung Quốc này. Đấy, rất hot Trung Quốc và tôi nghĩ là về Việt Nam thì nó sẽ cực kỳ hot luôn được các bạn. Đấy, được chưa? Rồi các bạn có thể xem thêm đấy, đồ chơi ấy. Ví dụ tìm một cái khác nhá, ví dụ như là tìm cái gì đây? Kỹ thuật số nhá. Kỹ thuật số. Đấy, ốp màn hình phụ kiện. Đấy, rồi ví dụ tôi tìm là đồ gia dụng nhá. Đấy, đồ gia dụng là cái gì đây? Máy sấy này. Máy sấy tóc công suất cao này. Rồi USB đuổi muỗi này, diệt muỗi này. Đây ví dụ tôi xem cái máy sấy tóc này nhá. Wow. Cái máy sấy tóc này có 33.000 thôi các bạn ơi. Siêu rẻ luôn này. Đấy. Siêu rẻ luôn. Đây nhà máy nó đây, máy sấy tóc này có 33.000. Và đấy các bạn bán 50.000 là đã lãi gấp đôi rồi thưa các bạn, gần gấp đôi rồi. Cái này mà 33.000 thì quá rẻ luôn. Siêu rẻ luôn. Mùa hè thì mọi người hay phải gội đầu, hay phải sấy tóc này, các bạn nhìn này, 33.000 mà cái này đang là bán hot thứ hai của Việt Nam này. Rồi cái này là cái gì đây ạ? Máy đo độ ẩm này. Đấy, tất cả cái đấy thì chúng ta có thể đặt được. Ví dụ tôi đặt một cái nhá. Đấy, tôi đặt một cái. Đặt một chiếc. Đấy, tôi đặt một chiếc. Đấy, rồi tôi đặt. Đấy, tôi đặt một chiếc. Đặt hai chiếc này. Giá là 66.000 và tiến hành đặt hàng thôi. Và tạo đơn hàng. Ok chưa? Nó rất là đơn giản thôi ạ. Và bây giờ tôi sẽ gắn cho các bạn một cái video để làm sao mà các bạn có thể cài đặt được cái phần mềm đặt hàng này và các bạn sẽ xem được những cái hàng hot ở trên này, những hàng hot nhất trong vòng một tuần hay là 30 ngày đây, để các bạn có thể tìm kiếm sản phẩm hot ở Trung Quốc để đem về Việt Nam. Vì đây là những sản phẩm hot trend mà các bạn có thể dễ dàng bán được ở Việt Nam. Vì nó hot ở Trung Quốc, hơn 1 tỷ dân mà số lượng mua rất lớn thì kiểu gì ở Việt Nam cũng sẽ có lượng sức mua khủng khiếp luôn. Đây là một cái trang web, một cái phần để tính toán cho các bạn tất cả những hàng hóa mà hot nhất ở trên thị trường, bán chạy nhất ở Trung Quốc. Và từ đó thì chúng ta có thể suy ra là ở Việt Nam cũng hot, thì các bạn hãy nhập về để kinh doanh, để bán. Và đây là cái mà các bạn có thể tìm được tất cả những cái sản phẩm, các cái ngành nghề. Đấy. Được chưa? Và bây giờ tôi sẽ chèn một cái video hướng dẫn cho các bạn cách thức cài phần mềm nhé. Ok. Bước 1 đó là các bạn sẽ tải ứng dụng để đặt hàng từ trên Taobao để cài đặt cho cái trình duyệt Cốc hoặc Chrome. Thì các bạn dùng trình duyệt nào cũng được. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào cho tôi, các bạn mở ra một tab mới và các bạn vào trang web ochivi.com. ochivi.com đây là một cái thương hiệu của tôi. Công ty tôi chuyên vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Và tôi đã có một cái ứng dụng để giúp cho các bạn có thể dễ dàng đặt hàng. Và giá nó sẽ hiện thị bằng giá Việt Nam thay vì bằng giá bằng nhân dân tệ, để cho các bạn dễ tính toán cái mức giá cả của các bạn để các bạn đặt về. Thì các bạn vào trong trang web ochivi.com thì các bạn sẽ có được toàn bộ cái thông tin của thanh toán và cái hướng dẫn. Tuy nhiên thì các bạn nhìn vào đây, các bạn kéo xuống bên dưới có cái phần là tải ứng dụng Ochivi ấy. Thì nếu các bạn ở dùng Cốc thì các bạn ấn vào đây
cài đặt trên cốc cốc. Còn nếu các bạn dùng Chrome thì các bạn ấn vào tải trên Chrome. Và ngoài ra thì các bạn còn có thể cài đặt các cái ứng dụng trên điện thoại Android hoặc cài đặt trên iOS. Thì bên tôi đã có cái hai cái ứng dụng này để giúp cho các bạn dễ dàng đặt hàng ở trên điện thoại nhé. Nếu các bạn dùng điện thoại, các bạn vào trang web OGV và cài đặt hai cái này. Ok. Và bây giờ bước đầu tiên là chúng ta cài đặt cái ứng dụng trên trình duyệt. Thì đây tôi đang sử dụng trình duyệt là Cốc Cốc. Thì tôi sẽ cài cái cài đặt trên Cốc Cốc. Thì các bạn chỉ cần click chuột vào đây thôi. Các bạn click chuột vào đây và nó sẽ hiển thị ra cái cửa sổ này. Đấy, hiển thị cái cửa sổ này và có chữ là OGV 3, tức là đây cái version 3 của tôi. Thì các bạn có thể ấn vào chữ thêm Chrome này, màu xanh này. Đấy, ấn vào thêm Chrome. Và thêm tiện ích, nó hiện ra cái cửa sổ này. Thì chúng ta sẽ gì? Thêm tiện ích vào, ấn thêm tiện ích. Và sau khi thêm tiện ích rồi thì nó sẽ hiện ra cái cửa sổ ở góc bên phải bên trên cái trình duyệt này. Có cái hình OGV đây, OGV 3 đây. Và cái cửa sổ là OGV 3 đã được cài đặt vào Cốc Cốc. Đấy, thì là ok. Sau khi cài đặt xong thì các bạn có thể vào trong Taobao. Các bạn gõ lại taobao.com. Đấy. Và các bạn có thể tìm kiếm những sản phẩm mà mình thích. Ví dụ tôi có thể dịch ra nhé. Tạm thời chúng ta cứ dịch ra để chúng ta tìm mẫu đã. Còn các cách thức tìm chi tiết về những hàng sale, hàng rẻ tiền hoặc hàng hot sale, hot trend hoặc là những hàng mà chất lượng thì giá rẻ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bằng cái video clip sau. Ví dụ tôi muốn vào giày dép đi chẳng hạn. Tôi vào cái giày trắng này. Đó, thì đây là một đôi giày này. Ví dụ đôi này đang là 86 tệ. Các bạn kích vào trong đây thì nó sẽ nhảy sang trang Tmall. Đây là trang web bán giày mà bán sản phẩm mà như tôi đã hướng dẫn ở video trước ấy. Đây là trang web bán những sản phẩm rất là chất lượng hoặc là những sản phẩm thương hiệu quốc tế hoặc là thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc. Đấy, đôi này đang là 294 tệ, nó sẽ hiển thị luôn đến đây. Đấy, khi mà có đây, các bạn nhìn này, đôi giày này rất là đẹp luôn, có 294.000 thôi. Thì các bạn nhìn thấy này, đây nó sẽ báo cho các bạn là giá này. Đấy, thì các bạn nhìn, được chưa? Đấy, bước đầu tiên là các bạn đã cài được cái này thì nó sẽ hiển thị ra cái này. Đấy, được chưa? Nó hiển thị ra này là các bạn đã cài xong này. Hoặc là các bạn vào trong trang web 1688.com. Đây là website bán sỉ hay còn gọi là bán buôn. Đấy các bạn, đây là giao diện của website bán sỉ 1688. Thì các bạn có thể click vào phần dịch để chúng ta tìm. Ví dụ chúng ta tìm những sản phẩm liên quan đến áo khoác nhá. Áo khoác lông đi. Đấy, mùa này mùa đông đang có áo khoác lông. Thì nó sẽ ra rất nhiều áo khoác lông. Đấy, ví dụ chiếc áo khoác này đang là 199 tệ thì các bạn click vào đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Nó sẽ yêu cầu các bạn mua từ 2 cái trở lên. Đấy. Và các bạn nhìn nhá, đấy thì nó sẽ có giá luôn cho các bạn này. Giá bằng tiếng Việt là 681.574 đồng. Tương đương với cái tỷ giá là 3.425. Tỷ giá này là tỷ giá nó sẽ thay đổi hàng ngày. Tỷ giá này thay đổi hàng ngày, tỷ giá này là tỷ giá Việt Nam. Thì các bạn chỉ nhân lên thì các bạn sẽ thấy và mua hai cái. Thì đây là một cái áo rất là ok này, giá chỉ có 681.000 thôi. Chiếc áo này thì các bạn sẽ thấy là về Việt Nam sẽ bán không dưới 1 triệu đâu ạ. Đấy. Áo rất là đẹp luôn. Và đây cũng là một trong cái áo bán chạy của trang Taobao. Ok. Đấy, còn các bạn vào Taobao thì các bạn có thể chọn, ví dụ như là tôi chọn giày dép chẳng hạn. Tôi chọn túi sách đi, túi sách này. Đấy, đây là Taobao nhá. Các bạn nhìn túi sách này. Đấy, túi sách này. Rất nhiều túi sách đẹp. Ok chưa? Đấy, hoặc là các bạn có thể chọn theo mức giá, ví dụ từ giá từ 50 tệ đến 100 tệ. Đấy, các bạn tìm ra thì nó sẽ ra các cái túi có giá ở tầm đó. Đó, ví dụ đây là một con túi giá 89 tệ, các bạn nhìn nhá. Đấy, 89 tệ giá chỉ có 304 đồng. Đấy, nó hiển thị ra giá tiền Việt Nam này, tức là các bạn đã qua cái bước thứ nhất là chúng ta đã cài xong cái ứng dụng. Đấy, cài xong ứng dụng, đấy cái túi rất là đẹp này. Ok, hoặc là các bạn vào trang Tmall.com, đây là trang web chuyên bán hàng hiệu, hàng sản phẩm chính hãng hoặc là hàng thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc. Ví dụ tôi tìm một cái giày Adidas chẳng hạn.
các bạn gọi Adidas vào. Đấy. Ví dụ đây là đôi Ultra Boost này. Các bạn kích vào đây. Ultra Boost này đang có giá 1.399 tệ, tương đương với 4.700.000. Đôi này ở Việt Nam thì bán giá cao hơn rất nhiều. Các bạn mua trên đây thì sẽ rẻ hơn. Đây Ultra Boost này. Đấy các bạn nhìn nhá. Các sản phẩm nó chụp ảnh rất là đẹp và hàng này hàng chính hãng nhá, không phải hàng Trung Quốc đâu nhá các bạn nhá. Hàng này hàng chính hãng của Adidas. Đấy, vì trang Timo này nó chỉ bán những cái sản phẩm chính hãng của các thương hiệu quốc tế như Nike, Adidas, Gucci, LV đấy, hoặc là các cái sản phẩm của Trung Quốc như là Xiaomi, như là các thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc. Đúng không ạ? Thì các bạn tìm hết ở trên này. Ok. Thì đấy là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai, chúng ta sang bước thứ hai. Bước thứ hai là chúng ta sẽ đăng ký tài khoản trên hệ thống của Ochivi để các bạn có thể dễ dàng đặt hàng về tay các bạn chỉ trong vòng 3 đến 5 ngày. Thì các bạn theo dõi nhé. Thì tôi tắt hết cái các cái tab này đi để cho các bạn sẽ tập trung vào. Ok. Bước đầu tiên thì các bạn cũng vào trang ochivi.com. Được chưa? ochivi.com. Thì các bạn nhìn đây nhá, các bạn sẽ nhìn thấy ở phía bên trên bên phải đấy có cái nút là gì? Đăng ký này, các bạn nhìn chưa? Đăng ký. Thì các bạn ấn vào nút đăng ký. Khi các bạn ấn vào nút đăng ký ấy thì nó sẽ ra một cái giao diện và các bạn sẽ ghi đầy đủ thông tin vào. Ví dụ như là các bạn sẽ ghi thông tin là Nguyễn Văn Nam, địa chỉ là Nam Nguyễn Văn 134@gmail.com. Các bạn nhớ nhé, cái email này là cái email mà các bạn đang dùng và email này các bạn phải thường xuyên dùng, vì sau khi các bạn đăng ký xong, khi các bạn đặt hàng ấy thì tất cả những dữ liệu liên quan đến đơn hàng các bạn nó sẽ báo vào cái email này cho các bạn. Ví dụ hàng đã được mua này, hàng đang trên đường vận chuyển này, hàng đã về đến kho này. Đấy, thì tất cả mọi thứ nó sẽ báo vào email này. Thì các bạn nhớ nhá, cái email các bạn phải là cái email đang dùng. Ok chưa? Mật khẩu, ví dụ các bạn sẽ chọn một cái mật khẩu nào đó mà các bạn dễ nhớ mật khẩu nhá. Ví dụ tôi chọn mật khẩu. Đấy, và các bạn nhập lại mật khẩu. Đấy. Tiếp theo là số điện thoại thì các bạn nhớ nhá. Số điện thoại các bạn thì các bạn hãy đánh đúng cái số điện thoại của các bạn vào. Vì khi mà liên quan đến mua bán hàng hóa thì cái số điện thoại này là số mà các bạn nhân viên hoặc là các shop nó sẽ gọi cho các bạn để thông báo về tình trạng đơn hàng, hoặc là báo cho các bạn về các cái thứ liên quan đến phương thức thanh toán, rồi là cái tình trạng đơn hàng các bạn thì các bạn gõ vào. Đấy. Ok. Tiếp theo thì các bạn giới tính là các bạn là nam hay nữ thì các bạn ghi vào đây. Ngày tháng năm sinh thì các bạn ghi vào đây để chúng tôi các bạn nhân viên công ty các bạn dễ xưng hô. Ví dụ 20/12/1991 chẳng hạn. Ok. Địa chỉ giao hàng. Địa chỉ giao hàng là cái địa chỉ mà khi mà hàng về đến Việt Nam ấy thì công ty sẽ chuyển đến tận địa chỉ này cho các bạn, nếu các bạn không có điều kiện để đến tận kho hàng của chúng tôi để lấy hàng thì công ty sẽ liên hệ với bạn và sẽ chuyển cho các bạn về tận địa chỉ của các bạn. Thì các bạn ghi rõ họ tên, ví dụ các bạn ghi là Nguyễn Văn Nam, đúng không ạ? Số điện thoại thì các bạn nhớ là lấy đúng cái số điện thoại mà chúng ta đã đăng ký và chúng ta thường xuyên sử dụng. Địa chỉ thì các bạn có thể đánh đúng cái địa chỉ của mình vào, ví dụ số nhà 100 đường Trần Phú, Hải Phòng, đúng không ạ? Hoặc các bạn ở đâu thì các bạn gõ vào. Thì tôi gõ là Hải Phòng. Tiếp theo thì các bạn chi nhánh này. Thì hiện nay công ty tôi có chi nhánh ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn, Hải Dương, Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Vinh Nghệ An. Tất nhiên tất cả các cái chi nhánh khác ở các thành nếu các bạn ở các cái thành phố khác thì bọn tôi vẫn có thể vận chuyển hàng về cho các bạn đến tận nhà. Thì các bạn xem đây, các bạn thấy là địa điểm của mình gần với lại cái chi nhánh nào nhất thì các bạn sẽ chọn, ví dụ tôi chọn Hải Phòng chẳng hạn. Sau đó thì các bạn sẽ ấn đăng ký tài khoản. Các bạn ấn đăng ký tài khoản. Ok. Chúng ta ấn đăng ký tài khoản. Rồi. Các bạn đăng ký tài khoản thành công rồi thì các bạn sẽ đăng nhập vào đây. Ví dụ các bạn đăng nhập. Đấy, các bạn đăng nhập vào đây. Đấy, khi các bạn đăng nhập vào đây và nó hiện ra giao diện là giao diện như thế này, có cột bên này có OTP, thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, giỏ hàng,
sản phẩm yêu thích, đơn hàng đã gửi, quản lý tài chính, địa điểm, địa chỉ giao hàng, công cụ đặt hàng, hướng dẫn. Và chỗ này là cái giao diện như này thì là các bạn đã thành công xong cái gì? Cái bước thứ hai. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cái bước thứ ba là tạo đơn hàng ở trên 1688. Tạo đơn hàng ở trên trang 1688 và trên Taobao. Ok. Thì bây giờ các bạn sẽ quay ra Taobao và 1688 nhé, hoặc là 1688 các bạn quay lại Taobao. Taobao.com. Rồi các bạn quay lại Taobao.com để chúng ta bắt đầu đặt hàng. Vậy thì khi mà các bạn chuẩn bị đặt hàng thì các bạn nhớ là các bạn phải vào trong trang ochivi.com và các bạn ấn vào nút đăng nhập. Khi bạn ấn vào nút đăng nhập thì các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình. Ví dụ tôi đăng nhập vào cái tài khoản tôi vừa tạo đây. Thì tôi đăng nhập vào. Đấy. Sau khi đăng nhập xong thì các bạn sẽ quay sang Taobao để các bạn đặt hàng. Thì các bạn nhớ là Taobao là trang web bán lẻ lớn nhất Trung Quốc và có đầy đủ tất cả mặt hàng cho các bạn chọn. Và trên Taobao đa số là các mặt hàng đều miễn phí ship nội địa. Thì các bạn nhớ cho tôi điều đấy. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn bước thứ ba là chúng ta đặt hàng ở trên Taobao. Ok. Thì bây giờ các bạn có thể dịch ra tiếng Việt để chúng ta xem. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn đặt cái gì đây ạ? Ví dụ bây giờ chúng ta đặt đồ nội thất đi. Ok, đồ nội thất nha. Chúng ta sẽ đặt gì đây nhỉ? Tủ quần áo đi. Ok, các bạn đặt tủ quần áo nhá. Đây sẽ ra rất nhiều tủ quần áo đây. Rất nhiều tủ quần áo đẹp. Đấy, ví dụ tôi muốn đặt cái tủ này. Đây, tôi đặt tủ này. Tủ này đang có giá là 4.000 tệ, tương đương với 6.800.000. Thì các bạn thử xem cái tủ này nó như nào nhá. Ủa, tủ quá đẹp luôn. Có 6.800.000 thôi. Đấy, vận chuyển về. Hoặc là cái tủ này nó to quá thì mình chọn cái khác đi nhá. Các bạn chọn cái khác, các bạn chọn cái sản phẩm nào đấy, thể thao đi, kính nhá, hay là quần áo đi, quần áo cho dễ nhá, hay là giày dép, túi sách nhá. Các bạn tự chọn túi sách đi cho nó dễ, được không ạ? Chọn túi sách, ví dụ chúng ta chọn cái túi khoảng tầm 50 tệ đến 100 tệ. Đấy, chúng ta tìm kiếm những sản phẩm từ 50 tệ đến 100 tệ. Ok. Rồi, ví dụ tôi chọn cái túi nào đi nhỉ? Ok, túi này đi, Jopo đi. Đây, cái túi này đang có giá là 119 tệ. Và 119 tệ đây. Và nó sẽ giảm giá còn 59 tệ 9 đồng. Giá tương đương khoảng 205,158 Việt Nam đồng và tỷ giá là 3425. Thì các bạn kéo xuống dưới các bạn xem là cái hộp của nó này. Đấy, túi nó như này. Đấy, túi nó rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn đấy, có rất nhiều màu. Đấy, thì việc của các bạn bây giờ sẽ là các bạn sẽ lựa chọn và đặt hàng. Thì các bạn đọc ở đây nhá. Vui lòng chọn đầy đủ các thuộc tính của sản phẩm, ví dụ màu sắc, kích thước, rồi tiếp đó là kích vào nút đặt hàng. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có mấy màu sắc đây. Đấy, 3 màu đây. Và đây là số lượng. Thì các bạn có thể dịch ra để chúng ta xem là nó nói như nào. Đấy. Thì phân loại màu sắc lại đây là màu trắng này, màu cà phê này và màu đen này. Màu đen này, màu trắng này, màu cà phê này. Thế giả sử tôi chọn màu cà phê đi, tôi chọn mua 2 cái. Màu trắng à màu đen thì tôi chọn mua 1 cái. Màu trắng thì tôi chọn mua 3 cái. Và sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn xuống bên dưới. Hoặc là bây giờ tôi chọn cái màu trắng là 2 cái đi, 3 cái đi. Đúng không ạ? Và các bạn nhìn xuống bên dưới sau khi chọn xong thì các bạn nhìn xuống cái chữ cái dòng ở bên dưới này có cái chữ đặt hàng này. Thì các bạn ấn vào chữ đặt hàng. Và khi ấn vào đặt hàng thành công rồi ấy thì các bạn nhìn thấy như này. Và chúng ta sẽ ấn vào nút và khi các bạn dịch ra thì cái chữ này nó sẽ bị dịch, nó bị lỗi, thì các bạn ấn vào chữ hàng chục đây, các bạn ấn vào cái này để nó sẽ ra giao diện của OCV.
và các bạn sẽ đăng nhập vào. Ví dụ tôi đăng nhập vào cái tài khoản của tôi. Và khi các bạn đăng nhập vào thì nó sẽ vào một cái giao diện như này. Thì đây là những cái sản phẩm mà tôi đã đặt rồi. Đây các bạn nhìn nhé. Thì các bạn vào sản phẩm thì các bạn sẽ nhìn thấy là đơn hàng. Thì các bạn vào giỏ hàng này. Đấy, các bạn vào giỏ hàng nhé. Các bạn vào dòng giỏ hàng này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái túi sách mà tôi đặt này. Ví dụ tôi đặt 3 sản phẩm ở đây thì các bạn có thể đặt xuống là bao nhiêu đấy. Thì các bạn đặt đây. Đấy, ví dụ tôi chỉnh sửa xuống là tôi đặt sẽ thành 5 cái. Đấy, thì ở đây nó sẽ thông báo giá tiền luôn. 5 cái của các bạn sẽ là 1025790 và tổng tiền sẽ là 1.025.000 nhân với tỷ giá đây. Tỷ giá đây này. Tỷ giá nhân dân tệ đây. Và chúng ta ấn tiến hành đặt hàng. Tiến hành đặt hàng xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là chọn kho này. Các bạn chọn kho về địa chỉ. Đây là địa chỉ của tôi này. Đấy, các bạn muốn chọn kho hàng là các bạn muốn chuyển về cái địa chỉ của mình thì nó có sẵn đây. Còn đây là thông tin, đây là tên hàng, tiền phí dịch vụ, tiền tạm tính, tỷ giá và thành cọc. Thì các bạn có thể thanh toán cọc luôn được. Đấy, thì ở đây thường là cái giá này là chưa bao gồm giá vận chuyển sẽ rơi vào khoảng tầm đây các bạn có thể vào trang web OTV của tôi để các bạn xem là giá nó là bao nhiêu. Các bạn xem ở bảng giá đây nhé, bảng giá ở đây. Đấy thì các bạn xem đây, ví dụ bảng giá về Hà Nội đây. Đấy các bạn nhìn giá từ Hà Nội đây. Nếu mà dưới 10 cân thì 25.000 một cân. Đấy. Và phí dịch vụ 5%, 1%. Đấy thì các bạn xem cái phí dịch vụ và cân nặng ở đây. Thì sau khi các bạn xem rồi thì các bạn ấn tạo đơn hàng. Các bạn ấn tạo đơn hàng xong thì nó sẽ ra ở đây là cái những đơn hàng mà tôi đã mua đây. Đây là những đơn hàng tôi đã mua này. Đấy, đơn hàng đã mua này. Thì các bạn nhìn nhé. Được chưa? Đơn hàng đã mua này. Ở đây nó có đơn hàng mới này. Đấy, thì cái bảng này thì các bạn có thể ấn vào đây để xem lại cái đơn hàng. Đây các bạn xem lại đơn hàng nhé. Ấn vào đây để xem lại đơn hàng, xem các bạn có cần chỉnh sửa gì không. Ví dụ tôi muốn chỉnh sửa, bây giờ tôi muốn mua 10 cái cơ. Đấy, 10 cái các bạn chỉnh sửa đây. Và các bạn ấn cập nhật. Được chưa? Ấn cập nhật. Cập nhật. Đấy, cập nhật xong thì các bạn có thể quay lại và các bạn vào phần đơn hàng. Đấy thì nó đã thành 10 cái rồi. Hoặc là các bạn không muốn mua cái hàng này nữa thì các bạn nhìn cái nút xóa ở đây không ạ? Thì các bạn ấn vào đây để xóa. Đấy, và các bạn ấn đây là xóa. Được không ạ? Đấy là các bạn xóa xong. Đã hủy. Được chưa? Các bạn đã hủy. Đấy thì tương tự như vậy thì các bạn vào trong 1688 này .com để các bạn sẽ đặt hàng. 1688.com này các bạn có thể dịch ra này. Đấy, và chúng ta đặt một cái hàng nào đó, ví dụ phụ kiện giày đi. Được không ạ? Chúng ta đặt giày em bé đi chẳng hạn. Thì các bạn đã tìm hàng ở trên 1688 này. Các bạn đặt hàng thôi. Được không ạ? Đấy, hoặc là tôi đặt đôi giày này. Các bạn cứ click vào bạn xem. Đấy, đôi giày này. Các bạn nhìn đôi giày của em bé này có 12 tệ, tức là 43.000 đây. Đôi giày này đôi giày đi trong nhà mùa đông rất là ấm. Thì các bạn sẽ chọn kích thước, màu sắc. Đấy, ví dụ tôi chọn là nó sẽ yêu cầu các bạn mua từ 2 cái trở lên này. Tôi sẽ chọn cỡ 36, 37 đây. 1. Được không ạ? Tôi sẽ dịch ra. Dịch ra xem là có màu gì. Màu hồng này, chọn màu hồng này. Ok, cái này bị lỗi này. A1, nó bị lỗi à? Rồi, hiển thị văn bản gốc đi. Link này bị lỗi thì ta chọn cái link khác đi. Ví dụ đôi giày này đi. 95 tệ. Đây. Thì các bạn nhìn này, đây là đôi giày này. Nó mình dịch ra xem là nó sẽ như thế nào. Dịch ra thì nó có màu khaki này, màu cát này, tôi chọn màu cát đi. Tôi sẽ mua hai đôi. Tôi sẽ chọn size tôi là 40 chẳng hạn.
tôi mua 2 đôi và tôi ấn vào nút đặt hàng ở bên dưới. Các bạn nhớ nhá, nút đặt hàng ở bên dưới đây, nút hàng bên dưới này, đặt hàng. Đặt hàng thành công thì chúng ta vào trong giỏ hàng. Đấy, giỏ hàng các bạn thấy là đây là thông báo giỏ hàng các bạn đây. Và các bạn ấn tiến hành đặt hàng. Rồi ấn tạo đơn hàng. Rồi các bạn ấn tạo đơn hàng thì nó sẽ ra đây cái bảng danh sách đơn hàng cho các bạn này. Thì nó sẽ có các cái thông tin liên quan đến đơn hàng mới. Đơn hàng mới đây. Và như này thì các bạn sẽ chỉ việc chờ là nhân viên của công ty sẽ liên hệ với các bạn để thông báo cho các bạn về cái tình trạng đơn hàng và yêu cầu các bạn thanh toán. Và lúc đấy các bạn chỉ việc ngồi chờ hàng về đến tay các bạn thôi. Còn nếu hàng sau khoảng 3-5 ngày mà hàng không về thì các bạn có thể liên lạc. Nếu mà cửa hàng nó không phát cho các bạn có thể đòi lại tiền. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể dễ dàng để mà mua hàng ở trên Taobao 168. Thì ở đây các bạn có thể vào các cái quản lý tài chính này. Rồi đấy, quản lý tài chính là khi mà chuyển khoản tiền các thứ thì nó báo ở trên này. Rồi các bạn có thể quản công cụ đặt hàng đây. Rồi vào giỏ hàng sản phẩm yêu thích. Đấy, hoặc là các bạn thông tin cá nhân thì các bạn chỉnh sửa. Được chưa? Đấy, quản lý tài chính này, rồi đơn hàng đã gửi này. Rồi đơn hàng mới này, thì các bạn vào đây các bạn có thể quản lý được tất cả đơn hàng của mình. Thì đến đây tôi đã kết thúc cái video hướng dẫn cho các bạn cái cách thức là các bạn có thể đặt được hàng ở trên Taobao và 1688 một cách rất là dễ dàng thông qua cái ứng dụng của OGV. Và các bạn đặt xong thì các bạn chỉ việc chờ từ 3 đến 5 ngày thì hàng sẽ về tận tay các bạn. Tiền thì các bạn sẽ chuyển khoản ứng trước khoảng 70-80%. Sau đó khi nào hàng về thì các bạn sẽ thanh toán nốt tiền và sẽ tính theo cái cân nặng thực tế khi mà hàng về. Còn cân nặng thực tế thì các bạn vào OGV và các bạn xem các cái bảng giá cân nặng ở đây. Giá rất là rẻ thôi, nó chỉ rơi vào từ khoảng 20.000 đồng 1 kg vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Ok, rồi đến đây thì tôi xin kết thúc cái video clip cực kỳ hay để giới thiệu cho các bạn cái cách thức để các bạn có thể tìm được những hàng hóa bán chạy nhất, hot nhất ở Trung Quốc. Và chúng ta sẽ căn cứ vào đó để nhập về Việt Nam để kinh doanh. Và tôi chắc chắn đây là những hàng hóa trend, hot trend để các bạn có thể bán tốt ở Việt Nam. Nếu các bạn thấy video clip hay, hấp dẫn, hãy chia sẻ, like, subscribe kênh YouTube của tôi nhé. Và các bạn có câu hỏi gì thì hãy comment xuống bên dưới hoặc trực tiếp liên hệ với tôi để tôi có thể hỗ trợ các bạn. Tôi có thể hướng dẫn cho các bạn hết tất cả những kiến thức về nhà hàng Trung Quốc. Ok chưa? Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau. Bye bye!